Thưa quý khán thính giả, tương lai của chiếc xe tự động lái càng ngày càng gần kề, và một cái điều vui là đối với chúng tôi và quý khán thính giả đang theo dõi Lưu Đồ Sài Gòn TV, chúng ta sẽ sống để mà nhìn thấy chiếc xe này chạy trên đường phố của Busan từ bây giờ tới năm 2020. Thưa quý vị, đây là chiếc prototype, cái kiểu mẫu mới nhất do Google vừa công bố chính thức ngày hôm nay, và họ nói rằng cái kỹ thuật và tất cả những cái gì cần thiết đó để tạo nên một chiếc xe chạy được đó là 2020 sẽ có. Và bây giờ đó, rất nhiều các hãng trên thế giới này, Honda, Toyota, Nissan cũng đang cạnh tranh Đang chạy nhau đua để mà sản xuất ra cái chiếc xe không người lái sản xuất này. xe không người Cái thứ lái. nhất là cái chiếc xe không người lái này thì mình để ý nhìn rất là dễ thương. Nó nhỏ mà Gọn gàng. nó không có chiếm chỗ nhiều nữa. Nhưng mà rất chắc chắn, bởi vì vấn đề an toàn ở California là tiêu chuẩn an toàn là số 1. Cho nên họ nói rằng mặc dù nhỏ như thế, nhưng mà airbag rồi cửa, bên bumper, tất cả mọi thứ nó rất là vững vàng chắc chắn. Trong những trường hợp vì lý do là bất cẩn của những người không có lái xe không tự động á, họ nói rằng một bầy xe mà tự động lái với nhau nó không sẽ không có chiếc nào đụng Không có nhau chiếc hết. nào đụng nhau hết, Nhưng nhưng lỗi lầm của con người. khi mà anh lái anh né được, nhưng mà anh né nó phản ứng sẽ chậm hơn cái người đang lái, thí dụ như 60 mai một giờ, 80 mai một giờ thì Mình cũng đâu có không né thể được. nào mình né được những kẻ say rượu lái xe, những kẻ lái ẩu vượt đèn đỏ được. Thế cho nên cái chiếc xe này nó rất là tốt cho những người mới biết lái xe và những người say rượu lái xe. Quá nhiên là như thế. Những cái đó là lý do mà tại sao khi mà tôi thích mua chiếc xe này đó, nếu mà về sau này có đến nhà bạn nhậu khuya thì bấm một cái là chiếc xe nó chạy ngay tới trước cửa nhà mình. Những gì mà tôi đã nói cách đây mấy năm rồi đó, nó sẽ thành hiện thực. Bởi vì sao? Quý vị đưa cái điện thoại lên bấm một cái là chiếc xe nó tự động nó đậu ngay trước cửa nhà mình, chứ không phải là mình phải ra ngoài xe đó để mình lái tới. Bởi vì xe tự động mà nó biết hết tất cả cái GPS để nó biết đường đến để đưa mình về nhà an toàn. Mình ngủ trên xe luôn, lạp sơn sẽ mắc cấp ở trên xe luôn. Khi mà anh ngủ trên xe không biết cảnh sát thấy anh ngủ theo cái kiểu xe rượu, anh có bị pull over để mà bị test Không không có ạ? bị gì sao hết. Nhưng mà thoạt đầu đó, California hiện nay họ đang chuẩn bị một cái bộ luật cho những chiếc xe không người lái này. Và trong trường hợp đó gọi là xe không người lái rồi, thì cái người ở trên đó, mới đầu thì họ nói rằng là theo cái luật mới nhất đó, thì họ cái người lái xe không người lái vẫn phải ngồi đó, vẫn phải hai cái tay vẫn cầm trên cái vô lăng, trong trường hợp vì lý do nào đó vẫn có thể tự động. Mình Nếu phản mà xảy ứng cho nó ra, nhanh. vâng, mình trên đó có một cái nút, chỉ cần bấm nhẹ một cái nút giống như cái cruise control thôi, bấm một cái là nó sẽ chuyển sang người lái manual. Nó giống như cái bản cái số xe tự động vậy đó. Ngày xưa có bao giờ chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà xe mà có cái số tự động đâu? Ngày sau Không. này có cái số tự động, xe tự động nó lên số, phải không ạ? Đó là những cái diễn biến nhất trong mới nhất trong tương lai. Và một vòng quanh thế giới ngày hôm nay, thưa quý vị, đi theo lời bài diễn văn của Tổng thống Obama đọc trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai, thì ngày hôm nay ông Ngoại trưởng John Kerry một lần nữa gặp gỡ giới lãnh đạo của các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, nơi đang có những tranh chấp ở Biển Đông. Thì ông John Kerry một lần nữa lặp lại quan điểm của Hoa Kỳ là Hoa Kỳ chỉ muốn tự do lưu thông hàng hải và không phận trong vùng Biển Đông này, và không chấp nhận bất cứ hành động đơn phương nào để xây dựng phi trường nhằm tìm cách sử dụng vũ lực để chấn áp những các quốc gia khác. Hoa Kỳ rất là lo ngại một khi mà Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống phòng thủ ở Trường Sa và Hoàng Sa rồi đó, thì sẽ tìm cách ngăn cản không cho những chiếc máy bay bay ngang qua không phận hoặc đi vào đường biển giao thông, hoặc là nếu mà có vào thì cũng phải thông báo. Thì cái chuyện nó vô lý quá, bởi vì xưa Họ có nay đánh thuế hoặc là thâu tiền không anh? đâu có biết được, phải không? Khi mà về sau này họ nói bất cứ tàu nào mà đi ngang Hoàng Sa và Trường Sa phải đóng thuế. Tương tự như mà chúng ta sử dụng một cái khu vực để như là những cái eo biển nhỏ đó, kinh đào để mà chúng ta đi đưa tàu vào để đóng thuế, thì bây giờ đâu có biết được. Trung Quốc bây giờ họ
mới đầu thì họ nói rằng chúng tôi vẫn mà quan tâm đến cái chuyện và tôn trọng cái chuyện mà tự do hàng hải như thế, nhưng mà không ai tin được. Chính vì thế Hoa Kỳ đã nói nhất quyết, và thậm chí Hoa Kỳ đã có những cái tuyên bố rất là thẳng thừng, sẵn sàng sử dụng vũ lực để bảo vệ các quyền lợi của Mỹ tại vùng Biển Đông này. Bên cạnh đó, về vấn đề giáo dục, Michelle Obama đã có những cái nỗ lực như thế nào? Thưa quý vị, về giáo dục thì bà First Lady Michelle Obama ở New York Apollo Theater ngày hôm thứ Ba, tức ngày hôm qua, thì bà đã có một bài diễn văn và bà đã khuyến cáo tất cả những trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái trên thế giới đều phải được đi học. Cái project của bà đó gọi là Girls Rights. Vận động và kêu gọi những trẻ em trên thế giới toàn bộ, và đặc biệt là những cái quốc gia giống như bên em thấy những cái quốc gia nghèo nàn. Chứ còn ở Mỹ thì khỏi nói rồi. Và tổng cộng quý vị có thể biết không, trên 62 triệu em gái là bà đã khuyến cáo chụp hình và bà chụp hình trên 62 triệu em gái trên những cái social media, những cái trang mạng xã hội. Một người được xem là vận động thứ nhất, là nói chung là những gì mà từ khi mà Tổng thống Obama lên làm Tổng thống cho đến giờ, một người thân thiết nhất và thân cận nhất trong những cái nỗ lực để cải thiện đời sống của các em, vấn đề giáo dục, đó là Michelle Obama. Từ vấn đề ăn uống, sức khỏe, và bây giờ là Girl Rising, để kêu gọi hãy hỗ trợ cho các trẻ em không có phương tiện để các em có thể cấp sách đến trường. Và qua cái trường hợp này, chúng ta nhớ đến cô gái Youssef mà Yaila là cô là người bị Taliban bắn vào đầu chỉ vì cô ấy dám viết lên những cái bài viết chống lại bọn chúng. Bây giờ thì sống lưu vong, nhưng mà cô ấy trở thành một đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc và cùng với bà Michelle Obama để vận động giúp cho các trẻ em nghèo khó. Và có sự hiện diện của nữ tài tử khả ái Charlize Theron xuất hiện chung và cùng với những cái nhân vật mà nổi tiếng khác nữa để cùng vận động cho các trẻ em này. Và nói đến trẻ em đi học đó, thưa quý vị, một cái hình ảnh rất là dễ thương mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị sáng ngày hôm nay, bởi vì đa số các quý vị phụ huynh cũng đưa con em đến trường như gia đình của chúng tôi và Lạp Sơn. Đây là hình ảnh Reuters ghi nhận nhân cái ngày mà nói về các học sinh mà hãy mang cái giáo dục cho tất cả các em. Đây là hình ảnh trong các phòng họp trên toàn thế giới. Và quý vị thấy thơ thương không? Một cái phòng học của các em. Đây là học ngoài trời nữa kìa. Học các em chung quanh là ở châu Phi đó. Nó nóng khủng khiếp. Nhưng mà tội nghiệp không? Các em này khi được quay phim đó cũng được tặng cho những chiếc áo để mặc, có em thì được áo, có em không có áo, và có em mặc đủ các màu sắc hết ở châu Phi. Đó là hình ảnh lớp học buổi sáng nay trên toàn thế giới. Và một cái lớp học thấy, ngoài trời mặc đến quẹo đeo. Một em khác ở cái xứ nghèo Trung Quốc này, thấy không? Lớp nhìn mà cái lớp học thấy thương tâm đó, quá nha. Buổi sáng các em lớp này của các em ở vùng Trung Đông được xem thì nó sạch sẽ, quang đãng hơn. Khi vào thì tập thể dục. Lớp này ở đâu anh? Việt Nam à? Lớp này tôi nghĩ ở cái khu vực mà trong các đảo á. Dạ vâng. Các bạn đảo hay là xa đó. Vùng Caribbean. Đây là ở châu Âu, Bắc Âu, vân vân. Rồi các em ở trong các xứ sở như Nam Dương. Lớp học mà trên sông nó có lý quá à. Wow. Bây giờ về mà muốn đi ngồi bên sông là phải trả tiền rất là cao mà đấy. Ngồi học ngay đó là đấy, đây là một cái lớp học ở một xứ sở Hồi giáo khi các em đi học buổi sáng, nhưng mà cái bài học đầu tiên là học Kinh Thánh Koran. Để chúng ta nhận thức các em cùng là trẻ em với nhau. Nhưng mà mỗi một em sinh ra ở một hoàn cảnh cái khác vùng nhau. Địa lý, hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Đấy. Cũng tương tự như ở Việt Nam ha quý vị hả? Và nói đến trẻ em, một người phụ nữ ở Trung Quốc vừa bị án gì đó Lạp Sơn? Vừa bị bỏ tù 6 tháng vì cái tội đánh con trai, nhưng mà con trai này không phải là con ruột mà là con nuôi. Con trai chỉ mới có 9 tuổi thôi, bà dùng cái dây nhảy dây đó, bà đánh vào lưng nó và dùng cái cây mà để gãi lưng đánh vào lưng nó. Ba chăn lửa Trung Quốc. Trên người em bé tổng cộng là 150 vết bầm. Hôm nay thì em bé đã được giao lại cho phụ huynh
ruột. Ba mẹ ruột. Ba mẹ ruột. Thì chắc có lẽ ba mẹ ruột quá nghèo cho nên đã thương tình giao cho bà này làm con nuôi, nghĩ rằng là con mình sẽ được vào một cái căn nhà khang trang, có đời sống tốt đẹp hơn. Ai ngờ con mình bị đánh tan nhẫn luôn. Chỉ vì một con mẹ điên. Người phụ nữ này nói rằng tôi nghĩ thằng bé này nó nói láo. Yeah. Xong đập tơi bời thằng bé. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị tiếp tục giữ băng tầng 57.7 và hệ thống Galaxy 19 theo dõi chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV cũng như 5 giờ chiều nay với các bản tin đáng chú ý cập nhật trong ngày. Lập Sơn và Hoàng Trọng Thủy xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin trân trọng kính chào. Cũng đừng quên là ngày hôm nay Lập Sơn trở lại từ 3 giờ tới 3 giờ rưỡi live talk show và sẽ Obamacare. Obamacare Medicare. Dạ, mời quý vị cùng theo dõi với chúng tôi.